bài LP tiếng Anh ô tô 5 unit 1. Unit 1 car accessory là phụ kiện của xe, phần 1 là nội thất, phụ kiện ngoại thất. Paint protection film. Paint protection film. Rear Rear view mirror protection film. Rear bumper guard. Front bumper guard. Car cover. Spoiler. Vent visor. Hai là các phụ kiện nội thất. Format tấm lót sàn. Auto dimming mirror, gương hậu chống chói. Cargo net, lưới cốp. Rear seat entertainment, giải trí ghế sau. Bag holder, kẹp giữ điện thoại. Dashboard cover, thảm che nắng tablo. Windex cover, thảm che nắng phía sau. Sun shade, tấm chắn nắng. USB charge, tẩu sạc. Glass breaker sensor, cảm biến phá kính vỡ. Seat belt cutter tool, dụng cụ cắt dây an toàn. Rubber cable, cắp cầu bình ắc quy. GPS system, hệ thống GPS. Radar detection system, hệ thống radar cảnh báo. Emergency tool kit, bộ dụng cụ cứu hộ. Custom size, kích cỡ được vừa vặn. Rubberized thermoplastic, nhựa dẻo trắng cao su. Paint protection film, phim gắn gương, phim gắn thân xe. Use entertainment là giải trí ghế sau. Rear view mirror protection, protective view film, dàn gương, các cover mặt phụ ô tô, spoiler cánh gió, USB chip tàu sạc, charger, cả máy vi kính vỡ, glass breaker head, bracket sensor, hard bracket, bè mưa, bèn visor, roof rail, thermoplastic hood, cao su. Rubber cable là cắp cầu bình ắc quy. Rear bumper guard, cản sau. Windex cover là tấm che nắng. Auto dimming mirror. Chi ghế sau, súng cắt đa an toàn, sân xe, tấm che nắng, Adblock cover là điều khiển, bảo vệ bảng điều khiển. Car cover,
điều khiển. Sau thứ hai nói rằng như một số dụng cụ khác thì một cái dụng cụ cứu hộ và một như và một bình cứu hỏa, cục pin, đèn flash và các loại tool khác chính là IG. Emergency toolkit. Là trong các nguy hiểm, lửa và bất kỳ lửa hoặc phương tiện nguy hiểm khác thì nó hiện này cần cần khi mà đây an toàn không thể mà họ người lái xe có thể bị bẫy, để bị ở bẫy bởi nguy hiểm bởi chiếc xe. Sử dụng IA Seatbelt Cutter Câu 4. Thiết bị đơn giản, ít nhất một cái USB là cắm để có thể có sạc. Đây, nghe USB chuyên. Câu thứ tư. Thì nhiều chiếc xe với đến với những tính năng hiện đại được bảo vệ và các phụ kiện được mà cung cấp bởi đại lý. Tốt cho chiếc xe của họ. Bạn khi bạn không thể khởi động thì nó sẽ là cái cách cho bạn để giải quyết cái vấn đề xe khởi động của bạn. Nó làm
ID. Cable. Câu 6 là bạn vặn. Bạn vẫn nhầm điện bạn đặt nhầm điện thoại của bạn trong chiếc xe, tìm kiếm nó trong khi lái chiếc xe sẽ đã gây ảnh hưởng đến sự chú ý của bạn trên đường, thì để thiết bị để sử dụng cho sự thêm vào chiếc xe mobile holder. Đảm bảo cho các hành khách phía sau có thể enjoy mỗi phút vào hành trình. B là giải trí ghế sau, sit the time. Còn duy nhất IF. Vào với Switch bài chính xác không đúng định dạng. Chiếc xe có thể install accessory phụ kiện xe có thể cần thiết như để như format có thể lấy phê format hoặc là một trong những thứ gì đó thiết kế cách chi điều kiện một thứ cần thiết khác trong phụ kiện của xe đó là không có nó thì nó sẽ rất khó cho sự tiện lợi sự thuyết phục bạn của bạn để ở lại lâu trên chiếc xe có thể là EV
player. Phía bên trên một vài ví dụ. Cài đặt phụ kiện trên xe. Bây giờ hãy để chúng tôi chuyển đến một vài thứ phần đắt nhất. Chiếc xe đắt tiền, phụ kiện những chiếc xe đắt tiền thường sử dụng điện trong môi trường thiên nhiên. Điện tử. Xong thì một vài thứ dùng đèn neon như headlight, CD player hoặc là xong thì một số chiếc ca thường cài đặt các TV mini và thêm một cái như kiểu PlayStation 4 cho nhiều tính năng giải trí. Một vài một trong các phụ kiện đắt đó là UPS System. Để cài đặt nó trong chiếc xe của bạn, nó có thể help help bạn đến và tìm kiếm vị trí dễ dàng, đến đến các địa điểm khác nhau một cách dễ dàng. Nó có thể giá đến 1.000 đô. Ngoài ra thì nó phải bạn thật sự cần nó trước khi bạn bạn phải quyết định xem bạn có thực sự cần nó hay không trước khi bạn cài đặt nó trên xe. Thú vị một chút, một chiếc phụ kiện xe thú vị khác đó chính là Radar Detection System. Hệ thống này thì giúp bạn có thể giúp bạn phát hiện một cảnh sát đang có thể đang gần đó để tìm kiếm những chiếc xe chạy quá tốc độ. Nếu bạn đã cài đặt một trong chiếc xe của bạn thì bạn sẽ nó sẽ cảnh báo, sẽ báo động bạn có thể tránh những chiếc vé vé kiểu vé này, có nghĩa là tránh vượt quá tốc độ để bị phạt. Quay lại với câu thứ hai, không có nó thì nó sẽ rất khó cho để người bạn của bạn ở trên chiếc xe của bạn lâu hơn. Cuối chắc là slow down. À, air freshener là không khí. Trên là ba, đó chính là bên trên là một vài ví dụ về phụ tùng ô tô giá cả phải chăng. Giá phải chăng đó là affordable. Thể giúp gió vào chiếc xe, tránh gió vào chiếc xe và nhờ vào những thiết kế hợp lý của họ. Advisor. Thiếu e thêm S tên số nhiều. Có thể sử dụng để khởi động chiếc xe của bạn bằng cách kết nối những cái pin bị hết, dead battery, pin hết, pin chết, các quy bị chết tới pin của những chiếc xe khác, rumble cable. Cung cấp cho bạn cái validate một khả năng bản thân của bạn, khả năng kiểu sẽ cung cấp cho bạn mở ra
an toàn của bạn từ chiếc xe trước khi cứu bạn và những người khác khỏi nguy hiểm. Spell cut to là một nơi đặt, mounted là đặt và để giữ điện thoại của bạn vào tầm mắt và dễ dàng sử dụng là mobile holder. Gì đấy, sử dụng square vuông chữ nhật à? Gì đấy, thường là hình vuông hình chữ nhật nhưng thỉnh thoảng nó là hình tròn làm bởi rope là dây thừng dày giữ hành lý, rất là hành lý, gọi là chính là cargo net, lưới cốp. Cái đồ này thì được thường được cài đặt, apply sử dụng cho bề mặt của đồ vật mới hoặc đã sử dụng để cung cấp và bảo vệ cho sơn chiếc xe khỏi các tác động bên ngoài. Pay protection fee. Bảo vệ phần phía sau của chiếc xe của bạn khỏi tác động và giúp bạn có thể tiết kiệm tiền cho để sửa chữa các cản bumper là cản sau rear bumper cản. Xuống nhiều. Chứ các bạn cần phải được bảo vệ với một cái gì đấy, bởi vì nó như là một cái cây, như là cái nhựa cây, đặc biệt là từ các cây thông, cái kêu và phơi bày để ánh nắng không có thể trời có thể làm tránh cho mặt trời có thể làm giảm lớp sơn nhanh chóng can cover. Thảm sàn thường sử dụng cỡ vừa phải để fit cho chiếc xe của bạn chính xác hoàn hảo và để bảo vệ hoàn toàn thảm sàn custom size. Phần lớn những chiếc xe được chấp nhận equip trang bị các gì đấy để GPS để với cái màn hình kiểu này đã được dọn sạch rõ ràng và giọng nói chính xác để giúp bạn có thể tạo làm một chuyến đi ăn lúc bạn lái xe an toàn và bạn có thể giữ được mắt trên đường, tức là tập trung vào việc lái xe GPS. Cấu trúc cho mục đích add cấu trúc chủ ngữ cộng vị ngữ cộng to verb, hoặc là cấu trúc tiếp theo là cộng in order not to, so as not to cộng với verb nguyên thể. Số ba là so that cộng với lại mệnh đề.
trạng tư của từ cách cư xử sử dụng tính năng trạng từ cách sử để sử dụng để nói với mọi người về cách và, hoặc là cách để làm nó hoàn thành. Một trạng từ có thể từ này có thể biến đổi các động từ, một tính từ hoặc là một tân ngữ. Mục đích thường để thường đứng sau động từ hoặc là đứng trước tân ngữ, trước trước tính từ là một để điều chỉnh các ý nghĩa của nó. Cách để sử dụng trạng từ cách cư xử từ một tính từ, sử dụng tính từ bằng cách thêm ly careful careful bên anh tính từ thì thêm ly và carefully surely. Khi mà tính từ này kết thúc bằng chữ le thì hoặc là tính từ kết thúc bằng chữ e thì chỉ cần thêm y, ví dụ như preferable thêm đổi thành preferably reasonable reasonably. Thứ ba là khi mà tính từ kết thúc bằng ic, al thường sử dụng để thêm vào li, thêm vào li kết thúc, dramatic thành dramatically. Nhưng mà tính từ kết thúc bằng y thì y chuyển thành y ngắn và thêm ly, happy happily. Một vài các tính từ thêm như form không giống các dạng trên, ví dụ như fat là fat, hay là good thành well, strength forward thành strength forward. Đây một số cấu trúc hữu ích để có thể hoàn thành bài unit 1 này. To be dependent on là phụ thuộc vào, excited about là hào hứng về, to be bored with chán về, to be worried about là lo lắng về, to be interested in là thích thú về, to be bothered with là quan tâm đến, in stationary là trạng thái tĩnh, in motion là đang chuyển động, còn on display là trình bày. Cấu trúc thứ tư là các cấu trúc về đồng ý, không đồng ý và hỏi lại, đưa ra ý kiến hỏi lại. That's a fair point suggestion là đây là một tưởng một điểm cộng được tốt. You have a good point là bạn có một ý kiến tốt. I see where you are coming from. Tôi nhìn thấy và tôi không đồng ý nếu mà tôi không đồng ý nếu tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn. Tôi không chắc tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn. Cách nhìn của tôi, the way I look at it different from yours là cách nhìn của tôi khác với bạn. I'm afraid that doesn't work for me là tôi e rằng nó không phù hợp với tôi. Đồng tiếp theo, tại sao bạn không? Tôi thì tự tin là nó sẽ đem đến cho chiếc xe của chúng ta một diện mạo mới. Chắc chắn rằng đây là một ý kiến tốt. Tôi tin rằng đây là một lựa chọn tốt nhất cho gì đó.
theo đến phần 3, tập 2, phần drama. Survey là khảo sát, một khảo sát năm 2016 bởi Kalister and Kofau đã tìm kiếm 9 trong 10 chiếc xe mới được bán với trên 10 đại lý xe mới bán phụ kiện xe. Nhà cung cấp Splay, cái nhà cung cấp đã nói rằng họ sẽ sẵn lòng để đào tạo các đại lý về các tính năng của các sản phẩm của họ. Người bán hàng và những người công nhân thì được đào tạo để preset, đào tạo để biết để các hiểu biết về các phụ kiện hiện nay. Khách hàng thật không may thì Forrester Research đã tìm ra chỉ đã khảo sát chỉ 39% các nhà bán hàng xe đã được làm các gọi là cho tác động cố gắng để bán các tức là chỉ có 39% các nhà bán xe chỉ là cố gắng bán phụ kiện. Một chiếc xe DVR, Digital Vehicle Recorder tự động lưu các hành trình của bạn và trợ giúp ở phía sau của chiếc xe. Chiếc seat cover, chiếc bảo vệ ghế thì có thể đã được mua bởi bất kỳ auto store nào và nó có thể đem đến các dữ liệu khác nhau. Forrester Research đã tìm kiếm rằng là ít hơn 50% các dealership có phụ kiện được trưng bày on-site buyer đang trưng bày. Không chỉ có các khách hàng là một danh sách các phụ kiện được available là có sẵn và hỏi về được các tính năng thú vị của chúng. Bạn có thể tìm kiếm họ với công nghệ interested be interested in. Vài khách hàng thì interested cả hai khách hàng thì thực sự đã làm phiền chiếc xe của chúng tôi bảo vệ và khách hàng thì cũng đã than phiền về cách cái chữ giữ chiếc xe của họ từ bẩn từ bụi vân vân. Sau của họ có tính năng khi chiếc xe in motion on phụ kiện ô tô cung cấp cho chiếc xe của bạn là Pro
một cái nhìn hiện đại và làm cho nó tốt hơn, nếu bạn tốt hơn mà nó khi nó không có khó chúng xe SUV hay là xe tải thì sẽ cần phải trang bị một vài loại phụ kiện để tăng tăng cường hiệu suất của nó. Equip Incendiary đang chuyển động. Khách hàng ý của khách hàng my 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 customers my đảm bảo làm dịu, đảm bảo làm dịu tâm trí của khách hàng bằng cách show cho họ thanh toán phải trả theo tháng và giống như là cách như là giá mua họ có thể nhìn thấy nó mua không giá mua tức là giá mua không quá cao và vừa với lại túi tiền của họ. Mục đích sau từ mục đích sau cụm từ mục đích này là một từ mệnh đề nên là sẽ dùng show rác. Show rác với tốt là một cái bút rất tiện lợi, bạn không có tìm các quay là có dây dây và kết nối các bạn sẽ không phải tìm kiếm cái dây và các cáp kết nối nếu bạn cần gọi một cuộc gọi. C các nhân viên survey employer các nhân viên dịch vụ sẽ thường ngay lập tức inform trình bày nắm được tin tức, các nhân viên sẽ ngay lập tức nắm được tin tức về những chiếc xe mới được sale bởi vì anh ấy có thể là bàn tán thảo luận về các phụ kiện với những người mua. Được thông báo ngay về một chiếc xe mới. LB. Chắc là A Inventu. Mục đích là làm bán những phụ kiện của xe, bán phụ kiện một phần sẽ là một phần của đại lý. Bạn cần phải có các quá trình, có quá trình để nói với lại các người sâu cho người bán hàng khi mà bạn có thể khi mà cách nói với người bán hàng và cách để giải thích giải trình với lại phụ kiện đó với khách hàng. Bạn cần phải check chiều dài, chiều rộng và thinh lịch là độ dày của cản sau quả của cản cản ô tô và nhìn thấy nó nhìn nó nếu chiếc xe của bạn có không nó sẽ nhìn nó xem có vừa với chiếc xe của bạn không. Sao nào sao thì chúng ta không đi đến một chiếc xe khác. Why don't we? Đó là một ý kiến hay. Sao chúng ta không nên đi một đến một đại lý bán xe khác thì nghe hay không? Của bạn về chiếc Mercedes-Benz Convertible và Mercedes-Benz mua trần là Mercedes-Benz thể thao rồi thì
đồng ý, là tôi e rằng nó không phù hợp với tôi, và tôi nghĩ là có thể là tôi là sẽ không phù hợp với tôi. Giá niêm yết của The sticker price, giá niêm yết của cái van bây giờ là 10.000 đô. Nó thật là expensive, thật là đắt. Sau bao giờ là, tôi sẽ bao giờ sẽ nói là tôi tin tưởng là nó sẽ đem đến cho bạn một diện mạo mới. Tôi là bạn thì tôi sẽ apply chiếc ca của tôi bằng cái pen protection film để bảo vệ bề mặt của nó. Lunch carpet is carpet format, tức là một loại thảm sàn sẽ thực sự nổi, rất thực sự nổi tiếng cho nhãn hiệu và bảo hành, nhãn hiệu nổi tiếng về nhãn hiệu của nó và bảo hành. Không có lý do nào để nó bị phá hủy, bị mờ phía sau, bị mờ, hoặc là bảng điều khiển làm cho chiếc xe của bạn nhìn trông thật là xấu, trong khi đó thì đồng thời giá xe, giá trị của xe. Không có lý do nào để cho sự phá hủy làm mờ. C Trong những cái do điều quan trọng nhất là người bán hàng thì nên kích thích khách hàng với họ, có thể
thể mua với chiếc xe mới của họ bằng cách sâu thêm các phụ kiện, và phụ kiện kiểu đặc biệt trực quan. Bảo vệ ghế thì nâng cao nội thất cho chiếc xe của bạn, và có thể yêu cầu giữ cầu cần thiết để giữ chiếc ghế một cách an toàn nhất, toàn đẹp nhất. Stay Quatic là xuất xứ tại Mỹ, là một trong các võ sĩ Chamberlain, là kiểu bóng bằng gốm dầu sơn, là mát sơn chất bịt kín khi so sánh với các khác. Sản xuất tại Hoa Kỳ là cực nóng bỏng và sơn chống thấm phủ gốm sứ. Chiếc xe của bạn trở nên xa hoa với các bóng và các kiểu ánh nắng sáng, loại bóng kiểu sang trọng, thì bạn có thể làm nó đơn giản với lại ceramic coating, là sơn phủ gốm sứ. Easily khi mà apply các gốm vào polish, gốm vào đánh bóng xe, thì bạn không cần phức tạp bất cứ một thứ gì, hoặc là làm danh Powerphone để
I may wait inside customer wait. GPS sử dụng một cao powerful ghế cao để phát hiện ra những cái vết nứt đặc biệt là tần số đặc biệt của kính để phát hiện các vết nứt và vỡ. Còn câu cuối cùng là trăm linh oxy thay đổi vị trí của hai từ này. Vậy thì chúng ta vừa hoàn thành xong phần vocab, unit 1 accessory, phần vocabulary và grammar của học phần tiếng Anh 5.